đang tiến tới một cái nơi mà bán cà phê nổi tiếng, cà phê mới nhất mà nổi tiếng ở Đài Loan nha mọi người. Xin cà phê. Với cái mô hình là quán cà phê ngồi như vậy nè. Đó các bạn xem đó. Container. Mùa dịch này thì uống gì là tốt nhất? 3-4 người vậy nha, bây giờ một phòng vậy đó. Cái tác phẩm này nha, cái tác phẩm này là cái tác phẩm một chiếc cáp nha. Quay cận cảnh cho mọi người xem. Tác phẩm nghệ thuật lợi hại nha. Cà phê rất là thơm. Chiếc cái ly. Đẹp quá. $650. Đẹp ha. Container này thông qua cái container kia. Đó. Mình không có thời gian để uống ở đây rồi, bởi vậy chút nữa lên xe. Chỗ thì có rồi đó, chỗ thì có chỗ rồi đó, nhưng mà
mua này rất là lâu rồi.